Mua gì đây ta? 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 Mua gì đây ta là chương trình Home Shopping được phát sóng live trực tiếp 7 ngày trong tuần trên đài Vsky TV trong khung giờ sau 11 giờ đến 12 giờ, 4 giờ đến 6 giờ chiều, 7 giờ đến 8 giờ tối theo giờ Cali trên băng tần 57.4 miền Nam Cali, 16.3 miền Bắc Cali, 55.2 ở Houston và trên hệ thống Galaxy 19 trên khắp nước Mỹ và Canada cùng với hệ thống Roku có mặt trên khắp thế giới và đặc biệt Vsky Radio với khung giờ từ 3 giờ đến 4 giờ chiều thứ bảy hàng tuần trên băng tần 106.3 FM. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều, vẫn tiếp tục yêu thương trở lại với phần 2 của chương trình Mua gì để tài chiều hôm nay cùng với Tô Quân Vũ và đài truyền hình Vsky TV. Thưa quý vị, kính chúc tất cả quý vị có một buổi chiều thứ hai đầu tuần thật bình yên, hạnh phúc, tràn đầy năng lượng và sức khỏe quý vị nha. Số thứ hai chúng ta có promotion rất là tuyệt vời, rất là rẻ cho quý vị chiều hôm nay. Có nhiều promotion đã trở lại sau nhiều ngày quý vị mong đợi nha. Thưa quý vị, trước tiên là hai số phone của mình không có gì thay đổi hết, quý vị vẫn là 1888-603-8778 và đường like thứ nhì của chúng ta là 1888-969-9188 quý vị nha. Trước khi đi vô show thì cho Vũ được thưa với quý vị là cửa hàng Mua gì để ta của mình, bởi vì gần đây chúng ta có số lượng khách hàng mới cũng khá là đông, cho nên là có nhiều quý vị nhầm lẫn cái cửa hàng của chúng ta, với lại là gần đây chúng ta có nhận được vài cái cuộc phone của bên một số lạ gọi vô phone các bác, cho nên là các bác có ra cửa hàng của mình và cho bên bộ phận chăm sóc khách hàng và bộ phận chăm sóc khách hàng của mình có báo lại với lại bên Vũ biết là các bác được cái thông báo sai về cái địa chỉ của cửa hàng của mình. Thật ra thì cửa hàng của chúng ta chỉ có một địa điểm từ duy nhất từ trước đến nay quý vị nha, ở miền Nam Cali đó, ở miền Nam Cali của mình là cái địa điểm không có gì thay đổi, vẫn là ngay góc đường Rutgers Westminster trong khu 99 cent. Địa chỉ của chúng ta thì nó quý vị vô đó, ngay góc đường đó quý vị vô đó là có cái cửa hàng 99 cent quý vị sẽ thấy trước, rồi cái cửa hàng chúng ta nó sẽ nằm đằng sau lưng của McDonald's trong cái plaza lớn đó. Mình chỉ có một location duy nhất ngay đó tại miền Nam California thôi, bởi vì gần đây thì các bác có phản hồi lại cho cửa hàng biết là có nhiều cuộc gọi lạ gọi vô nói là cửa hàng chúng ta đã dời địa điểm đi và hướng dẫn quý vị đi tới một cái location sai. Cho nên là quý vị để an toàn cho tất cả chúng ta cũng như là cửa hàng chúng ta có một cái bảng thông báo màu đỏ bên dưới cho quý vị, đó là lý do là như vậy quý vị nha, để cho các bác là khi nếu chăm sóc khách hàng đúng của chúng ta gọi lại cho quý vị thì các cô sẽ hướng dẫn quý vị đi đến đúng cái location đó, cái địa chỉ đó cho chúng ta để mình không có cái sự nhầm lẫn cho các bác. Thưa quý vị, thì đó là một cái thông báo nho nhỏ gửi đến cho tất cả quý vị. Còn ở Bắc San Jose và ở Houston chúng ta thì không có gì thay đổi hết quý vị, vẫn là nằm ở cái location cũ của quý vị trong khu Việt Nam Town, và ở Houston thì chúng ta vẫn nằm ở trong cái trên đường Bel Air trong khu Hồng Kông 4 nha quý vị nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ chính thức đi vô promotion của buổi chiều hôm nay. Thưa quý vị, chiều hôm nay thì chúng ta có sản phẩm add-on của mình vẫn như cũ. Ở Nam Cali chúng ta có tinh chất sữa ông chúa tươi 5 stick và giá thường là 25 đồng. Chiều hôm nay quý vị add vô chỉ còn có 5 đồng nha quý vị nha. Và cái deal của show chiều thứ hai, số thứ hai chiều nay, chị Nga, em nghe đi chị Nga ơi, xin phép quý vị. Dạ. Vũ cho chị cái kem dưỡng da hồng sâm 6 tuổi á. Kem dưỡng da hồng sâm 6 tuổi, cái deal số cái của giờ trước. Cái deal của giờ trước chị Nga ha. Rồi hồng sâm 6 tuổi, kem dưỡng da 6. Hồng sâm số 6 thì chị Nga ha. Kem BB cream. Vũ biết tại sao mà mấy bác lộn không? Tại vì bên đài 57.8 á, nó có một cái chương trình quay lại của tụi em y như vậy đó, mà cái địa chỉ khác. Em biết không? Thành ra chị nghĩ là mấy bác lộn là tưởng cái địa chỉ bên đó đó. Cái đó là ở dưới chỗ mà Rutgers chứ Edinger, ngay chỗ khu Kim Vàng Ngọc Quang rạp hát đó. Thành ra chị nghĩ là cái đó, chị cũng không hiểu tại sao mà bên đài đó có chương trình của em phát lại đi như vậy luôn à. Dạ. Dạ, để tụi em xem lại. Và mình cũng có, mấy bác cũng có nói là có nhận được vài cuộc phone gọi chỉ đi ra ngoài bô xa đó. Năm ra tụi em cũng, mấy bác cũng cho nhiều bác. Tại vì ví dụ như mà mấy bác coi chương trình đó thì mấy bác gọi cái số phone đó thì người ta sẽ chỉ lại cái địa chỉ đó. Dạ, đúng rồi. Em hiểu không? Em hiểu rồi. Người ta phải chỉ, tại vì bên đó cái số phone nó khác, cái địa chỉ nó khác. Thành ra họ, nhiều khi mấy bác coi cái chương trình bên đó. Dạ, để tụi em sẽ kiểm tra lại cái vụ này. Rồi, cảm ơn chị Nga. Em mua bình ớt ôi luôn cho chị của em nha. Cảm ơn chị nhiều. Ok.
hôm nay được 39 đồng, cảm ơn chị. Combo ha, combo cái này, combo ồ cái combo này rẻ quá nè. Dạ rồi, cảm ơn chị. Mua cái mặt nạ tổ yến rồi, bây giờ chị mua cái combo, combo này rẻ, BB cream chống nắng hôm sau với sữa rửa mặt có 39 đồng này nên lấy. Rồi cảm ơn chị nghe, bye bye chị nghe, thank you chị nghe. Dạ rồi, thưa quý vị, ở show đầu tiên quý vị order không kịp thì tiếp tục gọi giúp Vũ nha quý vị nha. Và show thứ nhì này của chúng ta, quý vị ơi, có một cái combo trở lại và quý vị lấy liền, gọi liền cho Vũ, đó là combo trắng da Dermawhite. Quý vị đã trở lại gồm có 3 món, xin quý vị nhìn trên màn hình giúp Vũ nha. 3 món tất cả chiều hôm nay, nó gồm có quý vị, gồm có một cái Dermawhite, viên uống trắng da Dermawhite, và một cái đã mất tiêu rồi, Vũ mới thấy đó. Thưa quý vị đợi Vũ tí xíu nha. Cái này chắc bị lộn cái combo. Thưa quý vị, mình có một cái combo để quý vị đợi Vũ tí xíu, sao lại cái banner này lại bị, quý vị đợi tí xíu nha quý vị, Vũ confirm cái banner lại. À, chắc Vũ nhờ bên mấy anh kỹ thuật cho em lại cái banner. Banner Vũ nhận được bao 5 giờ không phải cái banner này nha, nhờ mấy anh xem lại giùm em nha, xem lại giùm em cái banner 5 giờ không phải banner này nha quý vị. Dạ. Yeah. Rồi thưa quý vị, đợi tí xíu nha quý vị nha. Tại vì Vũ nhận được cái banner không có đúng. Cho nên là Vũ có nghĩ là cái deal nó sẽ đi như vậy. Thưa quý vị, đợi tí xíu nha quý vị nha. Trước tiên mình lướt qua một vòng lại cái banner đầu tiên, show đầu tiên trước nha quý vị. Đầu tiên, cái banner, cái combo mà chúng ta chiều nay nên lấy là bởi vì là cái combo dành cho cái hồng sâm 6 tuổi và baby cream chống nắng hồng sâm. Hai cái này luôn chiều hôm nay có 39 đồng thôi, chúng ta muốn lấy mấy combo cũng được hết. Đối với cái chống nắng hồng sâm thì quý vị nên lấy nhiều, là bởi vì nó xài rất là tốt, nó có cái dưỡng da trong đó cho chúng ta và nó che khuyết điểm được luôn. Nếu mà quý vị nào mà chúng ta xài cái BB cream hồng sâm này là quý vị không cần phải xài kem ló, không cần phải xài gì hết, bởi vì nó sẽ match với cái da của chúng ta và nó làm cho cái da của quý vị lấp cái chân lông của quý vị nha, nó làm cho kết lỗ chân lông cho chúng ta luôn. Và cái BB cream này nó có dưỡng da rất là tốt thưa quý vị, mà giá nó rẻ nha. Dạ yeah, hello. Hello. Hello Vũ, chị Yến muốn lấy cái phần trong bò mà ờ cái combo đó rẻ đó chị. Dạ combo đó chiều nay rẻ quá. Có 39 đồng hai cái này là rẻ lắm. Cái còn mười mấy đồng à. Rồi. Rồi combo hai phần ha, hai combo cho chị Yến ha, hai combo của sâm 6 tuổi. Rồi không sao. Chị Yến cho em hai số đi. Dạ. Hai số à. Số 4 số 6 đi. Số 4 và 6. Chị Yến có dùng qua cái BB cream hồng sâm của mình chưa chị Yến? Chống nắng á. Chưa, hôm nay thấy muốn xài thử. Trời ơi, nó tốt lắm chị Yến ơi. Ồ, xài qua nó rồi chị sẽ mê, chị sẽ giữ nó. Nó rất là mịn da và cái thứ hai, nó chống nắng nhưng mà mình xức lên giống như là một cái dạng kem lót á, nó che khuyết điểm cho mình luôn và nó làm cho cái da chị mình vô cùng cái da nhìn lên là thấy cái da mình đẹp tự nhiên á, cái chống nắng mà nó thơm cái mùi sâm thoảng mùi. Nó thơm thoảng cái mùi sâm á, hay lắm. Về là bảo làm chị thích liền, hôm nay em lấy hai combo rồi ra nhận giúp em khỏi gọi lại chị Yến ha. Gọi à rồi cảm ơn chị Yến. Hả? Cái combo tan mỡ giảm mỡ nhau thì là cái gì vậy? Combo của tan mỡ cái đầu tiên đó phải không chị Yến? Đúng rồi. Ừ, cái đó hôm nay đó em có hai cái là viên giấm táo giảm cân với cái gel nóng tan mỡ với viên phép bên ba thứ luôn mà có 49 đồng à chị Yến. Ba cái luôn á, rẻ đó. Dạ, đây là một cái gel nóng nha. Một cái tan mỡ, một cái điều này rẻ đó chị Yến nên lấy đó, nó giúp cho giảm cân hay lắm, với lại cái treo tan mỡ, cái phần tan mỡ luôn ha, cái combo của giảm eo ha. Rồi combo mỡ bụng. Rồi cho em xin thêm một số sổ số nữa đi chị Yến. Cho số 8 rồi em khỏi gọi lại chị Yến ra biết cấp giúp em nha ha. Máy bay chuyển. À cô Út giữ máy ở à, số phone bên à, cô Út Vũ nghe đi Út ơi. Chú ơi chú ba combo chống nắng hồng sâm không vậy? Ừ, ba combo hồng sâm như cái đó rẻ đó. Rồi ba combo hồng sâm. Rồi ba số nha Út, ba số nha. Rồi giữ lấy đại. Rồi lấy đại 789 rồi add on luôn. Rồi gọi lại ship. Rồi thank you. Rồi thưa quý vị, cái combo hồng sâm là quý vị nên lấy nhiều đó, bởi vì rẻ. Vũ biết là quý vị nằm mà xài cái hồng sâm rồi là quý vị sẽ rất là thích, bởi vì chính Vũ đang xài nó và cái da Vũ nhờ nó nhiều dữ lắm quý vị. Nó chống nắng rất là hay quý vị nha, và đặc biệt cái giá nó cũng phải chăng cho tất cả quý vị luôn. À quý vị lấy nhiều vô đi quý vị, bởi vì combo này nó rẻ. Và cái deal thứ hai của mình, quý vị nhìn giúp Vũ nha, chiều nay có nhiều cái deal tốt lắm đó, quý vị lấy cái bên này thứ hai giúp Vũ ra. Hello. Hello. Hồng sâm hai
phần. Cô Kim, hai combo cô Kim ha. Dạ. Rồi, hai combo dạ, làm sao? Phần. Ủa cái này không lấy uổng lắm cô Kim ơi, con bảo đảm cô Kim sẽ mê cái chống nắng hồng xăm này lắm. Ừ. Rồi, cô Kim cho Vũ xin hai số đi. Hai số rồi số nha cô. Số 8. Số 8 với số mấy cô Kim? Số 5. Số 8 và số 5. Rồi Vũ open hết on để đây cho cô Kim luôn ha. Số 5. Rồi, hai số ha. Rồi, Vũ khỏi gọi lại. Khỏi gọi lại cô Kim ha, ra biết cấp giúp Vũ ha. Rồi, cảm ơn cô Kim. Dạ, bye bye cô Kim. Dạ, 6783 cô gọi lại giùm Vũ nha. À, chị Mỹ Linh, chị Mỹ Linh ơi. Hello, Vũ hả? À dạ không phải Mỹ Linh. Rồi em dạ con nghe đây được cô. 6783. Dạ hello. Vũ hả? Dạ dạ Vũ đây. Ờ cô order cái combo hồng xăm cho cô ha. Cái đó lấy và cái mùa mình cần chống nắng lắm. Rồi cho coi một combo rồi, cô ha. Cô muốn hỏi cái em. Dạ. Cô muốn hỏi cái gì combo trắng da bắt nắng trắng. Đó. Con muốn với cô lấy cái đó, nó quá rẻ. Ba món. Con nhìn lên màn hình giúp con nha. Con nhờ bên kỹ thuật chiếu nguyên cái combo ba món luôn. Cô có một viên uống trắng da Dermalite, một kem dưỡng trắng da phòng kỹ thuật. Đó, đây cô nhìn nha, tất cả ba món mà chỉ có 69 đồng à. Kem dưỡng trắng bạch tuyết và kem trắng. Ừ, cái điều này tốt nè. Dạ, rồi con ghi thêm combo này cho cô. Combo này luôn ha. Rồi combo trắng da. Cho Vũ lại xin tên và thay số của cô nha. Số 7, số 8 nhắc con lại dùm cái tên luôn nha cô ha. Cô Tuyết. Cô Tuyết, rồi cô Tuyết ơi con để đây cho cô Tuyết. Con đi ra con hỏi gọi lại ha, ra Việt Nam Thao giúp con nha. Okay, rồi cảm ơn okay, cô Tuyết. Quý vị ơi, cái combo đang trên màn hình quý vị lấy đi quý vị, chiều nay rẻ lắm nha, có 69 đồng nguyên một đám đó luôn đó quý vị. Dạ em chỉ nghe chị Jenny. Dạ. Cho chị combo trắng da đó. Ồ, nguyên cái combo đó chiều nay có 69 đồng à, rẻ quá à. Rồi combo trắng da cho chị Jenny nha. Rồi em cái này combo da giảm mỡ bụng á. Combo bây giờ mỡ bụng luôn. Combo mỡ bụng rồi. Cho em xin cái BB kem chống nắng hồng xăm. Combo của xăm luôn. Đó là mấy cái combo chiều nay nên lấy đó, rẻ quá chừng luôn à. Cái chống nắng hồng xăm chị xài thích không? Em thích nó ghê luôn á chị Jenny. Thích. Ồ nó mịn da dễ sợ ha. Nó chống nắng mà nó mịn thế. Mà nó giữ lâu lắm á chị, đi đi, nó giữ nguyên một ngày luôn á. Đúng rồi. Nó không có tuột mà nó không có tuột cái màu giống như là những cái chống nắng khác ha. Rồi, em xin 3 số đi chị Jenny. Cho chị 6 7 8 đi. 6 7 8 nha. Rồi, em open add on cho chị của em luôn ha. Thank you chị Jenny. Dạ, bye bye chị Jenny. Cô Chính ơi, đợi con xíu nha, cô Chính ơi giúp con nha, cô Chính đợi con xíu nha. Ok. Dạ, 0753 Vũ nghe đi thưa cô. Hello. Hello, Vũ hả? Dạ, Vũ đây. Dạ. Cô Sen này con. Cô Sen, dạ con chào cô Sen. Hồi sáng cô có order với con là cái hũ qua rừng đó con. Hũ qua rừng, dạ. Rồi sao cô Sen? Dạ. Con nhà cũng quà đó con. Dạ rồi, con nhớ rồi. Bây giờ cô mới order cái kem chống nắng curry cho con. Cái chống nắng curry đó cô ha, cô muốn lấy cái chống nắng curry ha. Rồi, chống nắng curry. Lấy hai phần đó con. Chống nắng curry. Rồi cho con xin hai số sổ số của cô Sang nha. Cho chị cô một phần, chị cô một phần, nó cô một phần đó con. Dạ là hai order hai phần. Dạ rồi cho con xin hai số đi cô Sang ơi. Số 5, số 6 đi con. Số 5 và số 6 nha. Rồi con open hết on cho cô Sang luôn, con khỏi gọi lại ha. Hai cô Sang ha. Cô ship đi cho cô đó con. Ship đi cho cô con, sorry. Rồi con sẽ gọi lại ngay. Gọi ngay liền nha, gọi cho cô đỡ trong nha. Cảm ơn cô Sang. Ok, yeah, con, bye. Dạ yeah, con nghe được cô Chính ơi, cô Chính. Chắc cô mua cái phần chống nắng hồng xăm 3 cái hả? Dạ đúng rồi, chống nắng hồng xăm là chiều nay là 3 cái đó cô Chính. Dạ hai cái cô Chính, hai cái mà nó có 39 đồng à. 3 cái cho kem chống nắng hồng xăm. Với lại sữa rửa mặt hồng xăm. Sữa rửa mặt hồng xăm nữa. Dạ sữa rửa. Dạ thì đó, kem chống nắng với sữa rửa mặt hồng xăm. Dạ, còn cái kia là cái tên của nó, cái tên của cái combo nó, dạ. Nhà với lại cao dáng nữa là 3 cái, đúng rồi. Dạ, cao dáng của cô Chính nữa là 3 cái. Dạ. 39 đồng cái gì? Dạ không, 39 đồng. Cái combo đó có 39 đồng mà cô. 39 đồng mà kia. Ồ, cái combo dưỡng combo trắng da trên màn hình đó là có Dermalite cô Chính thích đó, với lại cái kem dưỡng bạch tuyết với lại kem trắng da body kim cương, 69 đồng, 3 cái luôn.
cho cô một phần. Combo của gì là hai cái của Chính ha, combo của chống nắng hồng xăm. Giờ cô đúng rồi. Cô Chính mê cái đường mờ ngoài ha. Rồi, con lấy hai số 9 cho cô Chính luôn ha. Rồi, bye con. Rồi, con bay cô Chính dạ. À, dạ hello, mua gì đi ta? Combo trắng da Vũ. Cô Tuyết, cô nghe đi cô Tuyết. Combo trắng da cho cô Tuyết nha. Rồi cho Vũ xin một số sổ số của cô Tuyết nha. 71. Anh Vũ cho số 7 đi anh Vũ. Rồi số 7 cho cô Tuyết. Rồi cô Tuyết, Vũ open it on để sẵn luôn cho cô Tuyết nha. Vũ khỏi gọi lại cô Tuyết ha. Cảm ơn, dạ cảm ơn cô Tuyết. À, quý vị cái combo trắng da đưa màu quay chiều nay rẻ lắm á quý vị. Trở lại rồi quý vị lấy cái này ba thứ tất cả quý vị nha. Có nghĩa là nguyên cái combo này là vừa trong uống ngoài thoa luôn cho quý vị đó. Có nghĩa là chúng ta uống ở bên đưa màu quay. Và quý vị cái kem body, cái hộp màu tím trên màn hình nguyên cái combo nó quý vị thấy đó, cái hộp màu tím nó để dùng cho mặt và cổ, còn cái body kim cương là cái chai cao cao màu trắng là quý vị dài cho body, có nghĩa là nó quý vị vừa uống bên trong mà chúng ta vừa thoa bên ngoài. Cái kem body kim cương đó quý vị biết nó mịn da và nó giữ trắng cho da quý vị lâu lắm nha. Mà cái combo này đó đúng ra cái giá của nguyên cái này đó tới phải trên 200, nhưng mà chiều nay còn có 69 đồng cho cả ba thứ à, không lấy uổng lắm nha quý vị nha. Gọi cho Vũ. Dạ hello. Dạ có đó, cái đơn mà quay đúng đó Lisa, lấy cái đó ha. Vũ lấy cái combo trắng da cho đơn. Rồi combo trắng da cho Vũ xin số sổ số đi Lisa nè. Alo Lisa số 5 open us on khỏi gọi lại. Ê, Vũ cái gì 5 đồng đó là cái đó là uống hả thôi vậy? Cái 5 đồng đó là cái uống đó Lisa, tinh chất sữa ông chúa để uống á, ngon lắm. Uống hả? Nó dưỡng cho cái đó luôn đi. Ừ, add on cái sữa ông chúa ha, một phần ha. Dạ. Nhưng mà ra ngoài muốn add on thì cái khác cũng được không? Đúng rồi, muốn lấy thêm cũng được. Ừ, ông chúa. Rồi, cảm ơn Lisa. Bye bye bên nhà dạ, bye Lisa. Dạ. À, dạ hello, muốn gì để tao cũng xin nghe hello. Dạ cho mua cái kem chống nắng hồng xăm đi trước. Combo chống nắng hồng xăm chiều nay rẻ quá chừng chị ơi. Rồi, cho em xin lại tên với số đi. Dạ Tuyết, số là sao? Chị Tuyết, số 6, chị Tuyết có xài qua chống nắng hồng xăm chưa? Dạ chưa. Trời ơi xài nó đi chị sẽ mê. Chị xài nó đi chị sẽ mê nó lắm. Dạ, nó giữ rất là lâu mà nó mịn da với nó khít lỗ chân lông hay lắm. Nó dưỡng da luôn. Ừ, rồi, em khỏi gọi lại chị Tuyết ra biết cấp giúp em nha. Ha. Dạ dạ. Rồi, cảm ơn chị Tuyết. Dạ bye bye chị Tuyết. Dạ hello, mua gì để tao cũng xin nghe. Hello. Hello. Hello Vũ hả? Dạ. Dạ. Em có gửi đi bang không? Có, em ship đi hết cho chị luôn. Ừ. Cho chị order cái mặt nạ yến á. Mask yến nha. Rồi, cái mask yến cho chị. Rồi. Dạ mặt nạ yến với mặt nạ cá gì á. Mặt cá tầm cá vàng. Rồi, cho em xin lại tên với số sổ số đi. À, chị Angel. Chị Angel, cho em số 2 số sổ số đi chị Angel. À, số 7, số 8. 7 8. Rồi em sẽ gọi ngay lại cho chị Angel để em ship đi liền nha. Đâu, cho chị ở đợi xem nữa. Chị ở đợi cái hộp chị mấy ngày trước chị thấy bán serum vàng 24 với cái sữa rửa mặt vàng 24 á. Còn không? Hồi sáng em có bán cái serum vàng đó chị Angel, giữ máy để em đi ha, em đọc cái giá cho nó nha. Đọc cái giá nha, giữ máy giùm em nha, em đọc cái giá của nó cho chị Angel liền nha, đừng cúp phone em nha. Dạ 6783 con nghe đây thưa cô. Anh Vũ anh đi một cái gì riêng đó, anh Vũ, một cái combo eo mở bụng á. Combo của giảm mở bụng ha. Rồi cho Lisa, dạ, để tên Lisa số luôn. Số 5 open add-on khỏi số, gọi lại. Số 5 add-on khỏi gọi lại thêm một cái này cho Lisa. Em Vũ ghi riêng ra nha. Rồi em Vũ ghi riêng rồi. Cảm ơn Lisa. Bye bye Lisa. À chị Angel ơi. Chị Angel, hồi sáng nay em có cái serum vàng. Serum vàng hồi sáng nay. Chị. Ừ, cái serum vàng. Chị muốn mua cái combo giống như serum vàng 24 với cái sữa rửa mặt vàng 24 luôn á. Combo vàng đó phải không? Combo vàng 24 đó phải không? Em nhớ nguyên một cái combo luôn ha. Rồi. Có dạ, xin. Có sữa rửa mặt cái chung chị thấy như mấy ngày nay rồi đó mà tại chị bận đi làm. Đúng rồi, em nhớ rồi, có cái combo vàng 24 đó, có cái đó luôn, sữa rửa mặt vàng với lục mũm cắm vàng với serum vàng, đúng không? Ha. Rồi. Ha, sữa rửa mặt với serum vàng 24, cái combo 2k 2 chai đó đó. Đúng mà rồi. Rồi. Hình như là rẻ lắm, có ba mấy bốn mấy gì đó em quên rồi. Không sao, để tôi em sẽ đọc lại tìm lại cái đó cho chị Lisa lúc em gọi là để em báo lại cái giá. Dạ chị muốn em để add-on dầu xanh đây ha, em để đây cho chị nha. Ha. Rồi cho em, cho em xin thêm một số sổ số đi chị. Chị Lisa. Số 9 789 nha, lấy nguyên cái sảnh nha ha. Rồi. Em sẽ gọi lại ngay liền nha, em gọi lại ngay cho chị Lisa liền nha. Gọi lại cho chị đi. Rồi. Em gọi ngay liền cho chị của em bye chị Lisa. Rồi. Cô An ơi gọi lại giùm con nha, cô An ơi con bị Vũ miss call cô An rồi. Cô An gọi lại giùm Vũ nha. Quý vị cái
cái sữa rửa mặt Hồng Sâm, bên cái combo của Hồng Sâm chống nắng với sữa rửa mặt là cái đó khỏi chê đó quý vị nha. Quý vị mà lấy cái đó đi rồi quý vị sẽ thấy thích nó lắm. Cái thứ nhất là rửa mặt Hồng Sâm nó rất là mịn, nó sạch da lắm, và cái thứ hai quý vị để chống nắng lên Hồng Sâm lên rồi quý vị sẽ mê nó, bởi vì nó giúp cho da chúng ta nó che khuyết điểm, và cái thứ hai nữa là nó làm cho quý vị mịn da, mịn tới mức độ là cái lỗ chân lông chúng ta to cỡ nào nó cũng liếp được hết, hay lắm đó quý vị. Và nó làm cho da quý vị căng bóng lên hay lắm, chống nắng nhưng mà nó rất là tuyệt vời, và đặc biệt cái chỗ là nó last lắm quý vị, nó last long nguyên một ngày luôn á. Cô An có nghe đi cô An ơi. Cho cô mua cái combo đang mở cho con. Combo mở bụng. Dạ rồi, combo mở bụng cho cô An ha. Cho rồi. Tự nó xài cho chứ cô khỏi. Con ơi, cái là đi qua chấm nắng không xong đó con, cái đó tốt lắm. Cô mua 10 trái rồi, 10 chai rồi đó. Đúng rồi, cái đó nó đẹp của cô ha. Nó chiếu che cái khuyết điểm mình hay. Nó mịn thiệt là mình. Cho 10 thành rồi đó. Dạ, con thích nó ghê, nó quốc dễ sợ luôn cái chỗ nắng. Thấy sạc nó đẹp lắm. Mà nó giữ lâu ghê, cô An thấy không? Mà bố hổng cô về Việt Nam cô xài đó hả? Mà trời nắng vậy đó mà nó không có chảy thôi. Nó không chảy, nó hay lắm. Nó không có trôi. Thành ra cô rất là thích, cô gửi Việt Nam cho tụi nó đó, cô mua 10 chai rồi đó. Dạ, nó hay lắm, nó không có trôi, hay lắm, cái chống nắng Hồng Sâm nó hay cực kỳ luôn. Dạ, mà nó rẻ. Cô thấy đó hay. Con lấy số mấy cho cô An chiều nay nè? Dạ, cô hả? Dạ. Con giờ lấy số mấy, mẹ lấy đại số 4 đi. Lấy đại số 4 nè. Rồi, con ghi số 4 cho cô An ha. Cái con khỏi gọi lại cô An, con khỏi gọi lại phiền cô An. Đẹp quá rồi, Vũ. Dạ. Thấy tóc còn đẹp. Cảm ơn cô An, dạ. Dạ, con gửi lời thăm mọi người gia đình mình ở Việt Nam luôn nha cô An nha. Ha. Con cảm ơn cô An, dạ, con bay cô An. Dạ, hello, muốn gì để tao Vũ xin nghe, hello. Trầm hương trầm cú rồi con. Trầm hương trầm cú, giờ đây nó có 32 viên. Dì đợi con xíu nha, con cầm lên liền nha. Đợi con xíu nha. Có 32 viên hả? Dạ, nó có 32 viên. Dạ đúng rồi, cô đèn đợi con xíu nha, cô đèn. Rồi, cô có muốn con ghi giữ cái điều của hát trầm hương cho cô không? Ê, trầm hương trầm cú không? Không, không, để suy nghĩ coi hả. Rồi, suy nghĩ đi rồi gọi cho. Dạ đúng rồi, nó 32 viên mà nó quốc lắm nha dì. Dạ nó quốc lắm đó. Dạ. Không? Nó mạnh lắm, trầm hương trầm cú trầm hương nó mạnh lắm đó. Dạ. Nó hay mạnh lắm đó. Hả, mạnh nó lưu thông máu. Hay nó hay lắm á, nó dạ nó mua một tặng một mà dì được tặng thêm cái đế mới là cái loại này nó uống ra sao đây? Ồ, cái hoàng đế mới là nó có cái hắc sâm trong đó. Dạ đúng rồi, cái tinh dầu thông hoàng đế. Ồ, tinh dầu thông hoàng đế là nó mạnh hơn cái tinh dầu trước nha cô. Hồi trước cô xài cái tinh dầu thông đỏ. Cái tinh dầu thông đỏ trước là cô phải xài một ngày 2 viên, còn cái này cô chỉ cần một viên thôi là đủ. Một viên nó mạnh lắm, cái này nó mạnh lắm. Dạ nó mạnh gấp đôi cái trước đó, cái này mạnh lắm đó cô. Nó hay lắm á. Dạ. Con bảo đảm cái này cô dùng sẽ rất là thích nó. Dạ, cái hay lắm. Nhưng mà chiều nay cô lấy là đúng lúc á. Cho gì hỏi cái nữa này nha. Dạ. Quên rồi. Rồi suy nghĩ đi, con trở lại liền nha, giữ máy giúp con nha, con trở lại liền. Dạ, giữ máy giúp con. Cô DN, con nghe đi, cô DN, con nghe đi, cô DN ơi. Cho cô cái combo Hồng Sâm 6 tuổi này con. Combo của chống nắng Hồng Sâm, cô DN ha. À hả. Rồi, cô DN xài qua nó chua. Nó đẹp lắm. Cô hỏi nha con vậy chứ hồi ngày hôm qua mà con đố cái gì mà qua biến nói biến cười đó. Nó dễ. Con không nghe ai trả lời hết trơn vậy con. Thì bởi mấy cô không biết mà cái câu nó dễ quá chừng. Không biết hả? Rồi, bây giờ cô trả lời thế nha. Rồi trả lời. Cái đó phải coi qua tin nữ không con? Dạ không phải. Không phải. Nó phải qua trên nữ. Một loài hoa mà biết nói, biết cười, biết ăn, biết uống, có nghĩa con người làm gì nó cũng làm được hết á. Biết qua gì không? Cô biết qua gì không? Không, con giải luôn nha. Con tưởng nó là hoa trên nữ. Con nói luôn nha, con giải luôn nha. Tại vì hôm qua không có bị nào mà. Hoa hậu. Hoa hậu hả? Thì hoa hậu là con người mà, cho nên cái gì cũng biết làm hết trơn, biết nói biết cười. Con nói là đố mẹo mà. Con nói là đố. Con nói trong bụng chắc là qua trinh thần. Nói là mấy con nói là nói đố mẹo mà mấy cô nghĩ không ra. Rồi chiều nay cô đèn lấy số mấy cho cô đèn? Cho cô số 9 đi con. Số 9 nha. Rồi con ở bình đó con để sẵn luôn ha. Cảm ơn con nha. Cảm ơn cô đèn. Dạ con mấy cô đèn. Dạ. Thưa quý vị. Cái sẵn là sorry quý vị vừa trả lời ngay. Dạ hello. Hello. Dạ. Cho cô
cho cô cái phần hồng sâm 6 tuổi đi. Hồng sâm 6 tuổi cho cô ha. Cái combo hồng sâm. Dạ rồi. Combo hồng sâm 6 tuổi. Dạ rồi, cho Vũ xin lại tên với số sổ số nhắc lại giùm con. Cho cô tên Phượng. Cô Phượng. Dạ rồi, số may mắn của Phượng mấy? Cho cô chọn số 7 đi. Số 7 cho cô Phượng. Con open add on, con khỏi gọi lại cô Phượng ra biết cấp giúp Vũ không Phượng nha. Để cô đang với cho cô cái phần hồi sáng mà về. Dạ, 7518 giữ máy đợi con xíu nha cô. 7518 đợi Vũ tí xíu. Cái điều hồi sáng phải không cô Phượng? 38 viên á. À, cái đó cái combo hồi sáng là có combo hồi sáng. Combo hồi sáng 38 viên. Rồi, để con coi cái điều hồi sáng đó. Vậy cho cô thêm phần đó nữa đi. Rồi, cho con xin một số sổ số nữa của cô Phượng ha. Nãy cô nói số mấy vậy? Hồi nãy là số 7 á cô Phượng. Nãy là số 7. Số 7 giờ số 6 nữa. Số 7 bây giờ số 6 nha. Rồi số 6. Okay, cô tên Phượng nha. Cô Phượng con khỏi gọi. Gọi lại cho cô. Gọi đi ship đi cho cô Phượng ha. Combo trẻ hóa hồi sáng. Gọi lại cho cô tại vậy xa cô không có đi lấy được. Rồi con sẽ gọi lại để ship đi cho cô Phượng ha. Cảm ơn con nhiều nha. Rồi con cảm ơn cô Phượng và bye bye cô Phượng và gọi lại cô Phượng ship. Dạ con bay cô Phượng. Linda ơi gọi lại giùm Vũ nha Linda ơi. Dạ 7518 con nghe đi thưa bác ơi. Hello. Hello. Mua cái combo hồng xanh. Combo hồng xanh. Rồi combo hồng xanh 6 tuổi. Cho Vũ xin lại tên và số sổ số nha cô. Số 5. Số 5. Rồi cho Vũ xin lại tên cho cô nè. Tên Thanh á. Cô Thanh hả cô Thanh? À. Rồi con khỏi gọi lại cô Thanh ra biết cấp giúp Vũ cô Thanh nha. Rồi cảm ơn cô Thanh. Dạ hello mua gì đi tao Vũ xin nghe hello. Không. Hello Vũ hả? Dạ dạ. Cô muốn hỏi cái thuốc mà cao máu mà của Nhật á nhiều vậy? Iwashi. Iwashi của tụi con hôm trước cô chỉ cần mua một là được tặng mua hai tộc tặng cái điều đó. Cô uống 5 tộc rồi đó, cái đó lots of work luôn á. Really? Cô mà cao máu 170 mấy bây giờ còn 120 mấy nữa. Thấy chưa? Đó mà cô không cô uống cái đó rồi nó quen rồi. Không cần phải dùng thuốc tây hả? Nghe nó mới kêu cô mới mua bữa nay lâu đó cô thấy á. Hay lắm, cái đó hay lắm đó cô. Dạ rất là hay. Cô biết, cô uống là cô uống 5 hộp lại mà không tin mai mốt cô xuống tiệm cô đưa lại chèn chục cái ba lô không. Con nhớ mà, con nhớ cô lấy hồi lúc nó mới ra tới giờ nhiều lắm. Đúng là cô mua rồi đó mới cái mấy kỳ cô mua gì một tặng một, có như nhiều khi mua một tặng hai hay gì không biết. Rồi. Con sẽ cái đó nhiều rồi, Dũng, có cái deal đó chưa? Nó vẫn là 160 nhưng mà điều cái deal của nó cũng là tốt lắm. Hôm trước con mới có nhưng mà để bây giờ như vậy là con nhờ mấy cô gọi là đọc hết các deal tốt cho cô. Thôi cô... được rồi để cô xuống dưới cô coi cũng được. Xuống dưới. Với lại ông ấy cô canh cái gần tới cái gì đập thành tinh đi á, ăn chín nè. Nó có cái điều đó mua mình đợi mình cạnh mẹ nữa. Chắc nay mai có lại bây giờ đó. Con nghĩ chắc nay mai bữa nay cô hỏi đó, chắc ngày mai mốt thì tụi con lên điều bây giờ đó. Ok. Cô vẫn còn phải không? Cô vẫn còn để dùng phải không? Cô còn một chai cho mới. Ok, vậy dùng đi dùng hết con hết rồi cái đó đi xong rồi cái nay mai thì tụi con lên điều rồi gọi cho con nha ha. Ok. Dạ con cảm ơn cô già già. Dạ, không có chi con bay cô già già. Linda gọi lại giùm Vũ nha Linda ơi. Cô Hoa con nghe đi cô Hoa ơi, cô Hoa. Hồi Vũ nói cô đó đó cô uống cách như thế nào để cô biết để mà cô uống cô rất thích mà sao cô uống nó cô không có đúng hay sao thành nên nó quớt cô theo từ lúc đầu mà mua cô mua hai mà tặng cả cái lắc luôn á giờ. Cô Hoa dùng cô khách hàng nó nói cô Hoa dùng một ngày mấy viên vậy cô Hoa? Cô lúc đầu thì cô kia thì ở chăm sóc khách hàng nói 3 viên rồi lúc thì nói 5 viên cô uống rồi nó cứ lưỡng sững hoài. Cô không thể nào mà chỉnh nó được cho nó đàng hoàng. Thành nên cô cứ tùng lung nó không có ổn định huyết áp. Cho nên bây giờ cô này cô nói dùng là cô uống đầu tiên cô uống như thế nào bao nhiêu rồi cô có bỏ cái thuốc tây lúc nào đó. Dùng cho cô để cô nha. Cô rất dạ để cô Thanh nói cô đó. Dạ rồi để con dạ. cô dạ cô đang ngồi cô nghe thôi để con nhờ cô gọi lại nhưng mà đúng ra là cái liều dạ, dùng dạ. Trong thời gian đầu là 5 viên đó nha cô Hoa. Dạ đúng thời gian đầu là 5 viên cô chứ. Đang nói đó. Cô đang nói đó nhờ cô nói đó cô uống lên đó. Rồi để con nhờ cô gọi lại ha cô Hoa ha. Rồi cảm ơn cô Hoa. Dạ Linda gọi lại giùm Vũ. Dạ hello mua gì đi tao cũng xin nghe hello. Đây Vũ ơi thì lấy cái này nè, trầm hương trầm cú nha. Trầm hương gì nước hay gì nước? Gì na? Nước hay là họ viên? Dạ trầm hương là nước, mà gì na phải không gì na? Gì na. Gì na trầm. Gì dạ. Còn cái
kia là giang hay là nước? Trầm hương trầm cú, trầm hương trầm hương trầm cú nhung hu là 32 viên nha dì Na. 32 viên tinh dầu thông đỏ. Dạ, tinh dầu thông đỏ là viên, viên mà viên tinh dầu giống như tinh cái tinh dầu thông đỏ trước đây đó, nhưng mà cái này nó mạnh nè. Cái này con thấy nó mạnh gấp đôi cái tinh cái dầu thông đỏ trước đây của mình á, mà nó quốc hơn luôn. Nó quốc hơn luôn cái gì nè. Dạ. Dì Na muốn con con 180 hai hộp mà tự tặng cái simi phu cô đơn viên, cái này không lấy uổng gì. Dì Na được tặng phu cô đơn viên. Phu cô đơn viên 120 viên phu cô đơn của Nhật Bản cho dì Na luôn. Đó, cho nên cái này không lấy là uổng thù, tính là có 60 đồng cái hay gì na hả? Tính là có 60 đồng một. Lấy cái này không lấy, không này không lấy không được. Đúng rồi. Con Miss Mart cho gì na nha, một hộp trầm hương trầm cú nhung hu với lại cái tinh dầu thông hoàng đế nha. Dạ. Hai gì na ha. Dầu thông hoàng. Dầu hoàng đế đó. Tinh dầu thông hoàng đế. Gì na muốn lấy hắc đan hoàng đế hả hay là tinh dầu thông hoàng đế? Dầu nó để hay gì đó. Dầu thông hoàng đế đó. Dầu thông hoàng đế với lại trầm hương trăm cú nhung hu, hai cái này ha, tại vì Nam mua một tặng một. Ok. Rồi. Rồi con gửi tặng thêm cái phu của đinh viên 120 viên luôn. Dạ 120 viên. Trời ơi cái này. Vì Nam lấy cái này là may mắn lắm đó. Trời ơi cái tiền tính ra có 60 đồng cái à. Không lấy uổng lắm gì Nam ơi. 180 đồng phải không? 180 đồng rồi tới ba cái cực phẩm luôn. Ba cái này cái nào nó cũng quốc hết. Đúng rồi. Rồi con ô bình add on cho dì Na luôn nha. Ha. Ok. Rồi Vũ Khởi. Dạ. Yeah. Rồi đem tới nhà cho dì Na nha. Con gọi lại nha. Lấy số 7 nha con. Rồi số 7 nha. Rồi con gọi lại để con mang tới nhà cho dì Na nha. Con gọi lại liền nha dì Na nha. Okay. Cảm ơn dì Na. Dạ bye bye dì Na. Trời ơi quý vị nãy giờ Vũ không có thấy cái deal này, cái show đầu tiên, đúng là quý vị lấy ngay từ show đầu rồi. Nó quá rẻ. Bởi vì quý vị nếu mà chúng ta đã từng dùng cái tinh dầu thông đỏ trước đây, cái hộp màu đỏ của mình 144 viên đó quý vị, thì quý vị dùng qua cái tinh dầu thông đỏ mẫu mới hoàng đế này quý vị sẽ mê nó vô cùng. Nó mạnh lắm quý vị nha. Mà trước đây nếu mà quý vị nào dùng 2 viên thì cái tinh dầu thông hoàng đế này chúng ta chỉ cần 1 viên là đủ nha quý vị. Mà 1 viên là quý vị sẽ thấy nó quốc cả ngày luôn. Nó quốc nguyên một ngày rất là hay. Mà quý vị biết tinh dầu thông hoàng đế mới này là nó mạnh như vậy, cho nên nó cái công dụng nó cũng sẽ giống, nhưng mà nó sẽ rõ, quý vị sẽ thấy rõ hơn. Nó sẽ giúp cho tan cái đờm, quý vị nào mà có đờm á quý vị nha, với lại là mỡ trong máu là quý vị dùng cái tinh dầu thông hoàng đế này hay lắm. Nó tốt cho cả cái hệ tiêu hóa chúng ta luôn. Dạ hello. Hello, cho cô hỏi thăm. Dạ. Hồi trước cô có đến văn phòng của con, à chỗ shop của con đó. Dạ. Cô mua cái chai mà NAO Clean đó. Cái đó dùng để làm gì con? AO Clean. Cái màu, cái hộp nó màu cái gì? Cái hộp của Đại Hàn đó. Cái hộp nó màu gì vậy cô? Trắng, nước màu trắng. Cái chai xịt nước màu trắng đó. Hồi đó nó on sale có 2 đồng mấy một chai đó. Mà cô mua nhiều, thành ra cô muốn cho các bạn, nhưng mà cô muốn biết rõ cái công dụng của nó trước khi cô cho. Dạ rồi không sao, cho con xin lại tên đi, cái con nhờ mấy bé chăm sóc khách hàng bên con gọi lại liền để mấy cô sẽ giúp con find out cái sản phẩm cô đang có đó là cái gì cô nhé. Cho con okay, xin cô là cô Lạc hả? Cô Lạc hả cô? Cô là cô Châu con. Cô Châu, rồi không sao, con có số phone cô Châu rồi, bây giờ con sẽ nhờ mấy cô gọi ngay liền cho cô Châu nhé, để tụi con find out coi xem okay. Là dạ giúp cô Châu rồi, con cảm ơn cô Châu, nhớ bắt phone tụi con nhé. Dạ bye bye cô Châu. Dạ dạ hello, mua gì đi tao Vũ xin nghe. Hello. Để cô Hồng đưa cho cô Hồng một cái bill mà tinh dầu thông đỏ mẫu mới hàng đấy. Ừ, cái đó lấy đi cô, nãy giờ con tưởng mấy cô thấy cái điều đó rồi. Tính tính ra một cô bảo ông xã cô đi mua nước, ông bảo gọi của ông ấy cái bill này á. Ừ, cái bill này không lấy uổng lắm, tại vì tính ra đó có ba cái này một cái, chiều nay còn có 180 à, là một cái còn 60 à. Dạ thông hoàng đế. Cô Hồng lấy ở Việt Nam Thao nhé. Rồi, Việt Nam Thao, cho con xin lại tên với cho con xin lại số đi cô Hồng, số cô Hồng á. Số hả? Dạ. Số 5 đi. Số 5 nha, cô Hồng à. Cô Hồng gì? Mà chắc chủ nhật cô mới ông xã cô nghỉ mới xuống đó lấy được nha. Đúng rồi, chủ nhật xuống. Dạ được con giữ tuần cho cô. Dạ con giữ tuần cho cô Hồng nha. 180 mà cô sẽ nhớ nha, cô lấy tinh dầu thông hoàng đế nha. Rồi cô thích cái hắc đan hoàng đế hoặc là cái trầm hương hoàng đế cũng được, trầm hương trầm cú cũng được. Con gửi hai cái đó và nhớ lấy luôn giùm con cái quà tặng của cô là Simi Fukuden viên 120 viên nha, của Nhật Bản. Và ba thứ luôn đó. Rồi con gửi thêm cao dán luôn cho cô luôn là 4 ha.
Rồi con. Rồi con, cô mang ra thêm đi để tụi con đổi qua cái khác cho cô chống nắng hoặc sữa rửa mặt gì. Nhưng mà con nói đây sẵn là cô cần đổi ha, đổi quà nha, đổi. Dạ rồi con cảm ơn cô. Rồi con cảm ơn cô. Dạ, dạ con bay cô. Dạ con bay cô. Dạ 7221 gọi lại Dương Vũ nha cô. 722. Dạ con nghe đi thưa bác. Dạ 9209. À mua cái bộ gì trắng da đó không, 9 đồng đó. Combo trắng da, cho Vũ xin lại tên và số sổ số nha cô. À cô Nguyệt rồi số 6 đi. Cô Nguyệt số 6. Cô Nguyệt ơi, Vũ open hết on. Vũ khỏi gọi lại cô Nguyệt ra biết cấp với Vũ nha. Không gửi. À gọi cho Nguyệt rồi, tụi con gọi ngay liền cho cô Nguyệt nha. Combo trắng rồi, da. Rồi để tôi lấy cái thẻ rồi gọi. Rồi tụi con sẽ gọi lại cho cô Nguyệt liền. Vũ nghe Linda ơi, Linda. Cho Linda cái bill mà phụ mà 39 đồng 3 món á. Cái điều bạn. Một cái siêu mân vàng. À cái combo vàng. Dạ 7221 giữ máy được Vũ xíu nha cô. 7221 để con tí xíu. À Vũ nhớ rồi Linda, cái combo của vàng 24 đúng không? Combo của vàng 24 hả Linda? Đúng rồi, combo vàng 24 đó. Rồi cho Vũ xin số sổ số đi. Vũ nhớ cái đó rồi Linda. Số 9 cho Linda hỏi cái này chút thôi. Ừ hỏi đi. Trà mắt cha sao không phải là xanh lá cây vậy? Trà mắt cha là xanh lá cây mà. À, cái màu nó vẫn là màu xanh mà nó nhạt hơn hả Linda? Cái màu nó không lên màu. Nó không lên màu. Kỳ trước mình uống là nó màu xanh lá cây ha. Đẹp lắm ha. Bây giờ nó như nó cái màu nó không có đậm. Vậy hả? Không có đậm hả? Rồi. Uống nó cái màu nó không được tươi đó. Cái matcha hay là green night vậy Lisa? À cái matcha. Linda. Mát trà hả? Rồi để Vũ coi mấy cô gọi lại coi có lại, gọi chắc lại đi check nha. Gọi ngay cho chị cho Trinh ra để check cái mát trà nha. Rồi để Vũ nhờ gọi lại ngay liền nha. Thank you người đẹp. Bye bye Linda. Dạ. Dạ hello muốn gì để tao cũng xin nghe hello. Dạ, nhờ cho tôi lấy một phần tinh dầu thông đỏ hồng đế chứ. Rồi cái thông đỏ hôm nay ha cô ha, cái điều đó tốt quá chừng luôn á. Tính một cái còn có 60 đồng mà. Rồi cho Vũ xin lại tên của cô và số sổ số nha. Dạ Tuyết. Cô Tuyết. Rồi, cô Tuyết số 9. Rồi cô Tuyết lấy hai cái thông đỏ hoàng đế luôn cô Tuyết ha. Dạ dạ dạ. Rồi, số 9 rồi Vũ khỏi gọi lại cô Tuyết ra biết cấp với Vũ ha. Dạ. Dạ 0759 giữ máy đợi Vũ xíu nha cô. Dạ 0759 đợi Vũ tí xíu nha. Dạ dạ giữ máy đợi Vũ tí xíu. Dạ hello mua gì đi tao Vũ xin nghe hello. Hello anh Vũ mua cái gì mà combo vàng nhỉ? Anh Vũ lật lại dùm cái gì? Cái Lisa có cái đó là cái sữa rửa mặt vàng, serum vàng. Với lại cái đục mụn cám vàng. Mụn cám gì á? Ừ, lấy cái đó đi. Ba cái của mình Vũ. Ba cái hình như có 39, 49 gì đó Vũ quên rồi. Vậy anh Dũng ghi riêng cái đó luôn nha. Combo vàng, rồi cho Vũ số số nha. Cũng ly xa số 5. Khỏi gọi, ở bình đó rồi, khỏi gọi. Cao dán luôn phân rồi. Đúng rồi, Vũ gọi cao dán luôn. Thank you Lisa, bye bye Lisa. À, dạ, 2834, 2834. Vũ nghe đi. Cái bộ quần tên giờ thông đỏ đi Vũ. À, thông đỏ hoàng đế nha, cái đó chiều này không lấy lộn, nãy Vũ tưởng là mấy cô thấy cái đó đi đầu tiên chứ. Thông hoàng đế ha, rồi cho Vũ xin số sổ số đi, với lại, dạ. Ok, giá luôn ha. Cho Vũ xin lại tên với số sổ số nha. Emmy. Chị Emmy hả? Dạ. Yeah. Chị Emmy, rồi Emmy cho Vũ xin một số may mắn đi chị Emmy. Số 4 đi. Số 4 nha, rồi Vũ khỏi gọi lại, chị Emmy ra biết cấp giúp Vũ nha. À, ha, cảm ơn chị Emmy. Dạ 0759 con nghe đây thưa cô. Hello. 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 Dạ 07. Dạ Vũ nghe đây. Nè. Dạ. Cho chị hai phần cho thông bằng cái em dạo thăm đào á. Đợi đợi em xíu nha. 99386 đợi Vũ xíu nha. Giữ máy giùm Vũ nha. Dạ giữ máy giùm Vũ nha. Đợi Vũ tí xíu nha. 9209 giữ máy đợi Vũ xíu luôn nha cô. Cô ơi đợi con xíu nha. Nha đợi cô xíu. Cô Liên đợi con xíu luôn nha cô Liên. Quý vị giúp Vũ giữ máy đừng cướp phone Vũ nha. Để giúp. Dạ 0759 cô tin dầu thông hoàng đế cho con xin lại tên nha cô. Chị Vi. Chị Vi. Rồi chị Vi cho em số sổ số đi chị Vi. Cho chị thêm hai cái mặt nạ trứng cá tầm vàng. Hai cái mask tầm vàng. Rồi tầm vàng cho em xin ba số tất cả cho chị Vi nha. 4, 5, 6. 4, 5 và 6. Rồi Vũ open add on cho chị Vi luôn ha. Cho chị add on cái dầu thông dầu xanh. Hát on dầu xanh cho chị Vi nha. Rồi em khỏi gọi lại chị Vi ra biết cấp. Chị muốn nói là chị muốn nói cái phần mà IYC đó cái chị hồi nãy hỏi đó. Là một ngày uống 5 viên.
Đó em nói ngày 5 viên nó mới đúng. Đúng rồi nó. Tập thể dục thì rất là tốt. Là nó work ha. Dạ đúng rồi, cái gì quá xin chị Dũng. Thank you chị dài. Cảm ơn chị Vi. À, cô Liên ơi giữ máy đợi con xíu nha cô Liên. Đợi con xíu nha cô Liên ơi. Dạ, quý vị đừng cúp phone Vũ nha quý vị. Dạ, 9386 Vũ nghe đây ạ. Hello. Ê, chú ơi, cho cô Liên một cái tin giàu thông đạo á Dũng. Cô Liên giàu thông hoàng đế cô Liên ha. Dạ, dạ. Rồi, cái điều đó tốt quá chừng luôn cô Liên. Nãy giờ con nghĩ thấy tụi mấy cô thấy cái đó rồi chứ. Rẻ quá chừng đó. Rồi, giàu hoàng đế. Giàu hoàng đế mix với Trầm Hương ha. Dạ, dạ. Rồi. Cho Vũ xin lại số sổ số của cô Liên nha. Số 6 đi chị. Số 6, rồi Vũ open add on cho cô Liên luôn. Vũ khỏi gọi lại cô Liên ha. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn cô Liên. Dạ, 3993 giữ máy đợi Vũ xíu nha cô. 3993 đợi. Anh Vũ hả? Cô Tâm đây. Cô Tâm đợi con xíu. Cô Tâm đợi con xíu nha cô Tâm. Giữ máy đợi con xíu cô Tâm nha. Đợi con xíu giúp con nha. Dạ. Okay, 9209 Vũ nghe đây thưa cô. 9209. À rồi. À nói là lấy thêm cái cây chống nắng xanh gì đó, đó là định gia đó. Dạ combo của dạ cô Nguyễn. Lấy nãy mới kêu của bộ trắng da và lấy cây chống nắng đi. À combo của hồng sâm cô Nguyệt ha. Rồi, cho con một số nữa đi cô Nguyệt ơi. À cho số 2 đi. Số 2 cho Nguyệt. Rồi Vũ open hết on luôn. Cảm ơn cô Nguyệt ha. Bye bye cô Nguyệt. Dạ. À cô Liên ơi con nghe đi cô Liên. Hello. Cho cô, cho cô ở cái combo dưỡng da hồng xăm đi Vũ. Combo hồng xăm ha. Rồi cho Vũ xin số cô Liên nha. Dạ không, với lại cái mặt nạ cô Yến nữa Vũ. Rồi mát tổ Yến cho cô Liên luôn. Mát Yến luôn. Dạ rồi, là hai số cô Liên ha. Ờ, rồi. Dạ, hai số may mắn cho cô Liên. Dạ. Số 7 với số 9 đi ạ. Số 7 và 9 cho cô Liên nha. Rồi Vũ khỏi gọi lại cô Liên ra biết cấp giúp Vũ cô Liên nha. Ha. Cảm ơn cô Liên. Dạ hello. 3993 Vũ nghe đi thưa cô ơi. Hello. Dạ hello. Dạ 3993 con nghe đi thưa bác ơi. Hello. 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 Rồi cô gọi lại giùm con nghe. 3993 con không nghe nữa. Dạ hello. Hello. Cô đây. Dạ cô... Cô Hồng hả? Cô Hồng? Trời ơi, trời dữ cô... không? Cô Hồng, con nghe đây cô Hồng ơi. Dạ. Cô hai combo tan mỡ đi con. Hai combo tan mỡ luôn cô Hồng ha. Rồi, hai combo mỡ. Ừ. Rồi, cho con hai. Hai combo mỡ bụng quá. Rồi. Lại cái hồng xăm gì đó, hồng xăm bụi gì đó. Combo của hồng xăm luôn. Dạ rồi. Ừ, rồi. Là cho rồi, cho, rồi. Cho Vũ ba số nha cô Hồng. Rồi, cho cái sảnh đi. Xong được, 3, 7, 8 6, 7, 8 đi ha, lấy sảnh lớn đi ha. Lấy sảnh lớn dễ ăn rồi, rồi, cảm ơn cô. Rồi, Vũ mình hết rồi, để sẵn ha. Cô Hồng đâu cần gọi lại phải không cô Hồng? Dạ, cái serum công chúa nào cô? Cái serum là tịnh tinh chất kẹo công chúa gì đó. Ồ, cái đó để uống á, ngon lắm á cô Hồng, nó đẹp da đó. Với lại cái add-on đó đi. Dạ cô. Hết rồi, công chúa cho cô Hồng ha. Ông chúa rồi, cảm ơn cô Hồng. Dạ. À dạ 7333 Vũ nghe đi thưa cô. Hello. Dạ con nghe. Bữa nay cái đông trùng thượng thảo nó bán sao chú? Đông trùng thượng thảo chiều hôm nay Vũ có cái deal nó đông trùng thượng thảo hôm nay là mua 2 được tặng lại 1 và được tặng phu cô đến nước. Lấy đi chú, được tặng phu cô đến nước. À bao nhiêu tiền? À 199 đồng mình mua 2, mua 2 là coi như 400 398, mà lấy về 3 cái đông trùng thượng thảo với 1 cái phu cô đinh nước. Ok ok, để chút xíu tôi gọi. Ok. Ừ, có gì gọi con ha. Rồi. Okay. Dạ hello, mua gì đi tao cũng xin nghe. Hello. Rồi số của cô. Dạ 3993 gọi lại giùm Vũ nha cô. Đường like của cô bị stuck rồi. 3993 gọi lại giùm Vũ nha cô nha. Dạ. Dạ hello. Hello. Alo. Dạ dạ Vũ nghe đi thưa cô. Alo. Anh tôi muốn mua cái combo trắng da cậu. Rồi cho Vũ xin lại tên và số sổ số của cô nha. À là cô tên Phương, cô số 7. Cô Phương. Số 7. Rồi cô Phương ơi, Vũ open hết on cho cô Phương để đây luôn ha. Rồi Vũ khỏi gọi lại cô Phương ra biết cấp giúp Vũ ha. Cảm ơn cô Phương. Dạ hello, mua gì để tao Vũ xin nghe. Hello. Ô anh Vũ, cô Tâm à? Cô Tâm. Giờ mà nay chưa có nhận được đồ. À cô Tâm đang đợi tụi con gọi lại đi ship đi cho cô Tâm hả? Đó, từ hôm thứ tư đến giờ rồi. Rồi. Cái
Yến Trương Khánh Hòa đó. Rồi, tụi con sẽ gọi ngay liền nha. Để con nhờ mấy bé gọi ngay liền coi hàng đi tới đâu cô Tâm nha. Nhớ bắt con tụi con nha. Rồi, con gọi ngay okay, liền. Cảm ơn cô Tâm. Dạ, chị Dung ơi, đợi em xíu nha. Chị Dung ơi, chị Dung ơi, đợi em xíu nha. Okay, dạ, 6256 cô nghe đây thưa cô ơi. Hello. Cô nữa đây nè. Cô quên. Cô hồi trước có cái hộp bột sữa đó. Con mua 2 tặng 2 tặng 1 gì đó. Con cho cô xong quà 2 cái hộp bột đó đi. Rồi, cái sữa mua 2 tặng 3 ha. Sữa mới ha. Rồi, em sẽ đi. Cái điêu sữa. Đúng rồi, dạ đúng rồi, tặng thêm một cái sữa lớn nữa, đó là 3 đó. Dạ 3, 5 hộp sữa lớn tất cả. Rồi. Sao 3 được không Giang? À 6888 giữ máy đợi con xíu nha cô, giữ máy đợi con xíu 688. À cô Hồng mua 2 tặng 2 xong rồi mình được tặng thêm một hộp sữa lớn nữa là thành ra 3. Cái gì? Ừ. Mua 2 tặng 2 mà tặng thêm một hộp sữa lớn là 3 là sao vậy con? Đúng rồi, là tổng cộng 5 hộp đó, cho nên bữa mới bắt lấy quá chừng luôn. Ừ. Rồi cho cô 2 cái đó ha. Rồi. Mai cô lấy. Cho con okay. một số nữa nha, cho Vũ thêm một số nữa nha cô. Hai số bộ nữa. Hai luôn, hai phần luôn là thêm 2 số nữa ha. Ừ, 2 phần 2 số rồi. Hồi nãy mấy rồi ta? Nãy là 6, 7, 8 rồi. Giờ 9, 10 luôn ha. 7, 8 hả? 6, 7, 8, 9, 10 luôn rồi. Rồi, cảm ơn cô Hồng. Dạ, bye bye cô Hồng. Dạ, dạ, bye cô Hồng. Dạ, bye cô Hồng. Dạ, bye cô Hồng. Dạ, bye cô Hồng. Dạ. À, 6888 6888. Dạ, 6888 giữ máy đợi vụ xíu nha cô. Dạ, 688 đợi vụ tí xíu. Okay. Dạ, chị Dung ơi, em nghe đi, chị Dung ơi, chị Dung. Vũ ơi, cho chị order cái VIP Nhật Bản á. VIP. Bên cái phải. VIP của Nhật ha, dạ rồi. Rồi, mới lại combo trắng da. Xong. Combo trắng da. Chị số 6, số 9. Số 6 và 9. Rồi, 6 rồi, và 9. Phần add-on cho chị ha. Dạ, rồi, em khỏi gọi lại, em gửi thêm cao dáng cho chị của em. Đáng kêu chị của em. Rồi, rồi tắm rồi, chị Dung. Rồi, chúc vui, chị bye Vũ. Chị cũng vậy, em bye chị Dung, dạ. Dạ 7756 giữ máy đợi con xíu nha cô. 7756 đợi vụ tí xíu nha cô ơi. Dạ. 9413 gọi lại giùm Vũ nha cô. 9413 gọi lại giùm Vũ nha. 9413 gọi lại số. À 7756 đợi con xíu nha. Dạ 9209 9209 giữ máy đợi con. Mua sữa là sữa Whitin phải không? À dạ cái sữa đúng rồi, cái sữa em mới hôm trước đó bác, giữ máy đợi con nha. Bác muốn lấy sữa hả? Dạ, tôi cũng lấy 2 hộp đi, 2 hộp là thành 4 hộp, tặng hộp là 5 cái gì rồi. Rồi, cho con xin lại tên nha bác. Dạ, con xin lại tên. Bà Nguyệt Trần, số Nguyệt Trần. Rồi, số may mắn của bác là số mấy này bác, chú cô Nguyệt ơi? Số 7. Số 7, rồi con khỏi gọi lại cô Nguyệt ra biết cấp giúp con phải không? À, rồi, bị gì hồi nãy cô đó cô kêu, nhưng mà cô nói cái người làm gì đó, ngày mai tôi kêu lại. Rồi. Rồi, con lấy cái điêu sữa đó cho cô Nguyệt nha. Ngày mai tụi con kêu lại ha. Cảm ơn cô Nguyệt. Dạ, bye bye cô Nguyệt. Dạ, 6888 Vũ nghe đi thưa cô. Alo, chào cô Vũ. Cô Vũ, tôi muốn hỏi thăm cái gì mà đông trùng hạ thảo bột á. Cho Vũ mà mua 2 tặng tới 2 tứ quý phải không? Dạ, đúng rồi, lấy đi cô. Mua 2 được tặng 1 rồi tặng thêm tứ quý đại bổ nữa. 2 cái tứ quý đại bổ luôn. Ok. Đông trùng hạ thảo bột. Đông trùng hạ thảo bột. Rồi cho Vũ xin lại tên và số sổ số nha. Tên Hiền với lại sổ số là số 6. Cô Hiền số 6 nha. Rồi Vũ open nó cho cô Hiền luôn nha. Vũ khỏi gọi lại ha. Cô Hiền ra biết cấp giúp Vũ nha. Cảm ơn cô Hiền ha. Bye bye cô Hiền. Dạ 3669 gọi lại giùm Vũ nha cô. 3669 gọi lại giùm Vũ. Dạ 7756 Vũ nghe đi thưa cô. Hello. Hello cô Kim đây. Cô Kim. Dạ con nghe đây cô Kim. Cho cô Kim mua cái combo trắng da của. Combo trắng da rẻ quá cô Kim ơi. 3 cái mà có 59 đồng. Xăm chín chứ. Rồi cô Kim cho con số đi cô Kim. Cho làm cho con mua cái mặt nạ trứng cá vàng luôn á. Cá mát vàng luôn. Dạ rồi, mát vàng luôn rồi. Mát vàng luôn. Cho con số 2 số của cô Kim ha. Số 7, số 8. Số 78 Vũ open hết on cho cô Kim luôn hen. Ha. Rồi, okay. Con khỏi gọi lại phải không? Cô Kim đã biết cấp giùm con ha. Ok, rồi. Cảm ơn cô Kim. Dạ, dạ, hello, mua gì cho tao? Vũ xin nghe, hello. Cho mua một cái combo trắng da đấy em. Combo và trắng. Tuyết nhé. Dạ rồi, combo trắng da cô Tuyết. Số 8. Rồi, Vũ open add on cho cô Tuyết luôn ha. Ha. Ok, mong là đấy. Dạ. Rồi, Vũ khỏi gọi lại. Cảm ơn cô Tuyết. Dạ, bye bye cô Tuyết. Dạ, chiều nay cái deal nào cũng rẻ lắm quý vị. Rất là rẻ. Vũ bị miss một cái kho 9413. Cô gọi lại giùm Vũ nha quý vị nha, 9413 đó quý vị, 4 số cuối đó quý vị, gọi lại giùm Vũ nha. Vũ chỉ còn có 2-3 phút nữa thôi quý vị, gọi giữ liền cái deal này đi quý vị. Cái combo trắng da nó quá rẻ quý vị, rất là rẻ, nhưng mà có cái chiều nay Vũ rất muốn quý vị lấy, là bởi vì cái hắc đan hoàng đế với tinh dầu thông hoàng đế mẫu mới của mình á, quý vị mà thử qua nó rồi quý vị sẽ rất là mê cái tinh dầu thông hoàng đế 180 viên này. Bởi vì nó giúp rất là nhiều cho sức khỏe của chúng ta, mà chiều nay nó rẻ quá quý vị ơi, tính ra là nó còn có 60 đồng thôi. Dạ cô
thêm ra cô mua, đi mua với hắc đan hoàng đế đó. Cô Kim lấy thêm hắc đan hoàng đế cô Kim ha. Dạ đúng rồi, rồi tặng thêm phu cô đinh viên nữa. Dạ hắc đan hoàng đế với lại cô. Rồi số 9 7, 8, 9 cái sảnh luôn. Trầm mương, rồi 7, 8, nguyên cái sảnh luôn ha, 7, 8, 9. Dạ rồi trầm mương trăm cú. Trầm mương trăm. Con cảm ơn cô Kim. Dạ con bay cô Kim. Dạ 4028 dự máy đợi vụ xíu nha cô. 4028 đợi vụ tí xíu nha. Dạ đợi vụ. Dạ 8199 Vũ nghe đây. À anh Vũ ơi, cho Hồng order cái hồng xanh cái gì chống nắng đó anh. Cái combo của hồng xanh chống nắng hồng nha ha. Dạ. Rồi rồi cho em một cái cái gì nữa à, trầm hương trăm cú một cái đó nha anh nha. Cái đó quá rẻ Hồng ơi, lấy đi. Hồng muốn mix với lại đúng cái tinh dầu thông hoàng đế không? Dạ. Dạ. Lấy hai thứ ha. À, trầm hương trăm cú nha. Rồi cho em thêm một cái nữa là cái thiết cái gì là cucudan nước với lại đông trùng thượng hảo đó anh Vũ. Trầm hương trăm cú cộng với lại cái thông hoàng đế. Rồi cho Vũ xin một cái combo của đông trùng thượng thảo luôn hả? À hình như 229 đồng đó phải không anh? Nó đông. Với lại một cái fukudan nước với lại một cái gì em coi nè, cái gì đông trùng thượng thảo. À đợi Vũ đó kêu bằng viết cái gì à, nó nói là viết combo gì đó anh, 229. Cô đợi con xíu nha. À đợi Vũ tí xíu nha. Cô giữ máy đợi con xíu nha. Hồng giữ máy giúp Vũ nha Hồng nha. Vũ trở lại liền Vũ nhìn liền nha, đừng có phân phụ. Dạ 6335 cô giữ máy đợi con xíu nha cô. 6335 đợi Vũ tí xíu nha cô. Dạ dạ. Dạ 404028 Vũ nghe đây. Hello. Hello. Dạ 4028 con nghe đây thưa cô ơi. Hello. Cho mua cái kem chống nắng. Combo hồng xăm. Rồi cho Vũ xin lại tên và số sổ số nha. Chị Xuân. Số 7. Rồi Vũ open hết on, Vũ khỏi gọi lại chị Xuân ra biết cấp với Vũ nha. Rồi khỏi gọi lại, cảm ơn chị Xuân. Dạ 6335 Vũ nghe đi thưa cô. Hello. Dạ dạ con nghe đi thưa cô. Rồi chị Phượng cho chị cái trầm hương trăm cú đi Vũ. Chị Phượng lấy thêm cái đó phải lấy đó chị Phượng ơi, chiều nay rẻ đó, cái đó rẻ đó. Lấy cái trầm hương hay chị rồi. Ha. Rồi trầm hương trăm cú. Một cái trầm hương như cho mình mix mắt được mà phải không? Dạ rồi em mix cái thông đỏ thông hoàng đế cho chị luôn nha. Đúng rồi. Rồi đúng cho rồi. Em số sổ số của chị số 3. Em open hết on cho chị Hương nha, chị Phượng nha, chị Phượng. Rồi em khỏi gọi lại, cảm ơn chị Phượng. Dạ chị Phượng rồi em bye bye chị Phượng. Chị An ơi giữ máy đợi Vũ xíu nha chị An ơi, giúp em nha, giữ máy đợi em xíu nha chị An. Dạ chị An đợi em tí xíu. Hồng ơi. Anh Vũ ơi, em thấy hình như nó để là combo VIP cho anh. Combo anh VIP đúng rồi, Vũ thấy rồi, 299. Lấy cái đó ha Hồng ha. Dạ cho em cái đó nữa đi anh. Rồi dạ. cho Vũ tất cả là 3 số của Hồng đi. Rồi em lấy 789 cho anh Vũ. 78 và 9, Vũ open up on luôn cho Hồng nha. Rồi Vũ, dạ, Vũ, okay, Vũ coi gọi lại Hồng ra biết cấp giúp Vũ nha ha. Rồi bye bye người dạ, đẹp. Dạ, dạ bye okay, người đẹp. Dạ, dạ bye cảm Hồng ơn. Chị An ơi Vũ nghe đi chị An ơi. Chị An. Hello cho combo dường giá Hồng Xăm 6 tuổi đấy. Combo của Hồng Xăm 6 tuổi cho chị An nha. Rồi chị An cho Vũ xin số sổ số đi. Cái đó tốt lắm. Chị An cho Vũ xin một số 5 ha. Số 7, số 9 hả? Ủa hai combo luôn hả? Chị An lấy hai combo hả? Một cái combo hồng xăm tạo từ một cái mặt nạ tổ yến á. Cái mát tổ yến luôn. Rồi cái mát yến cho chị An. Rồi số 7 và số 6 chị An ha. Rồi bây giờ Vũ sổ số của Open Aton để số 7, số 9. 7979 nha. Rồi Vũ Open Aton luôn ha. Để sẵn ha. Đây rồi bây giờ Vũ sổ số đây. Cảm ơn chị An. Bye bye chị An. Rồi thưa quý vị, bây giờ Vũ sổ số quý vị nha. Cái chiều nay quý vị nào lấy được mấy cái deal của bữa chiều hôm nay là tốt lắm. Bởi vì có cái deal của cái tinh dầu thông hoàng đế đó. Cái deal nó tính ra quá rẻ, tính ra một món còn có 60 đồng đúng không quý vị. Simi viên cũng 60 đồng, tinh dầu thông hoàng đế 60 đồng. Rồi lấy một hộp kia cũng có 60 đồng. Cho nên lấy một lần thì là có lợi quý vị nha. Rồi thưa bây giờ Vũ sẽ sổ số nha quý vị nha. Số mấy đây quý vị nha. Chiều nay số. Đợi Vũ tí xíu. Dạ cho Vũ số. Con nghe đi cô Đen ơi, cô Đen. Ủa cô Đen cướp máy rồi. Rồi thưa quý vị, bây giờ Vũ sẽ sổ số cho show chiều nay nha. Số chiều nay của chúng ta, số mấy đây quý vị? Number one thưa quý vị. Thưa quý vị, anh number one chiều nay rồi. Quý vị ơi, chúc mừng quý vị nào có số 1 nha. Chúng ta sẽ có một phần quà extra được add vô trong order của quý vị. Và bây giờ cho phép Vũ được tạm khép lại chương trình mua gì data của mình chiều hôm nay. Và Vũ sẽ gặp lại quý vị vào sáng ngày mai quý vị nha. Một ngày mới sáng ngày mai sẽ gặp lại chúng ta với promotion mới tuyệt vời cho ngày mới ngày mai. Cảm ơn quý vị và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả quý vị.